Chào các em. Hôm nay lâu lắm anh chưa làm YouTube và hôm nay anh sẽ tiếp tục làm một video dạy nấu ăn. Hôm nay sẽ là món súp lơ. Súp lơ thì sẽ xào với thịt này. Súp lơ thì xào với món thịt nhá. Ngon chưa các em ơi? Anh sẽ lấy tiếp một củ súp lơ nữa, hai củ thêm một củ nữa nào, thế là ba củ súp lơ. Bây giờ anh sẽ cho vào rửa đã, rửa đi, chiu 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 chiu, rồi đấy, anh cũng rửa thịt luôn. Hay chưa các em ơi? Rồi. Đấy, món thịt và súp lơ đã xong. À, ở đây không có con dao để thái thịt đâu các em ạ. Anh sẽ cho vào nồi, à, cho vào chảo các em ạ. Rán lên. Tiếp tục cho súp lơ vào đây. Đấy. Rồi. Nhìn đã thấy ngon rồi này. Súp lơ thịt này. Cho thêm một ít gia vị vào đây. Rồi. Rồi anh sẽ cho ra đĩa đây. Ngon chưa? Ok. Đầu tiên là mình sẽ khai vị bằng một quả súp lơ rồi đã. Ui rồi ôi, nhìn con gấu này của anh nó ăn nhiều quá, răng rụng hết rồi, rụng hết răng rồi này. Ôi ôi, wow, hay chưa, làm miếng nữa không thổi à? Nhìn đang nóng bốc hơi như này mà không thổi luôn. Không sao, cho vào mồm mà nó hết hết nóng luôn. Rồi tráng miệng bằng hai củ súp lơ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào miệng ăn miếng thịt này. Ôi ôi thôi, thịt này phải cho thêm một ít tương ớt nữa các em ạ. Ừ, cho nó cay cay tí nữa thở phì phò luôn nào. Cùng xem nhá, có thở không đấy? Không thở tí nào luôn. Rồi tiếp tục ăn nhiều như thế thì mà không thấy đói à? Không thấy no nhỉ? Rồi xem, ăn nhiều ngô này cho răng nó cứng đấy các em ạ. Thêm một củ dâu tây, quả dâu tây này tuyệt vời chưa? Làm hắn quả dưa chuột, quả dưa hấu nữa, quả đào tiên nè. Ngon chưa? Phải nghỉ ngơi một lúc đã em ạ, tại vì vừa ăn no rồi phải nghỉ ngơi đã. Xong rồi mình sẽ tráng miệng bằng cái món dâu tây trước đi. Để gì cái đây? Cẩn thận nó lăn đất bây giờ. Làm quả dâu tây. Tuyệt vời. Hay quá, hay quá. Wow. Con gấu này nó ăn tham quá. Ăn tham chưa? Không gạt bỏ vỏ. Làm ngô. Wow. Dưa hấu đây này. Tuyệt vời chưa? Quả đào tiên này, đào tiên kiểu Tôn Ngộ Không ấy, ăn một phát rất nhiều đào tiên. Mình sẽ lấy thêm đào tiên nữa. Rồi thêm, wow, thêm quả đào tiên nữa. Hay chưa? Một quả, hai quả. Ngon chưa?
Wow, ba quả đầu tiên các em ơi. Để anh xem có cái gì và anh sẽ lừa con gấu này. Ôi cái nấm này, nấm này. Thôi nấm này không ăn đâu, cất nó đi. Mình làm món bánh mì kẹp xúc xích tiếp đây. Thôi bánh mì chấm tương ớt. Các em ăn bánh mì chấm tương ớt chưa? Wow, ăn thôi, ngon tuyệt vời luôn. Wow, ok, và buổi sáng của anh đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em.